Ok, xin chào tham gia anh em. Bây giờ tiếp theo là cái chủ đề về tìm liên kết nhất với cái thuật toán vô cùng nổi tiếng là Dijkstra. Thì các bạn có thể lên Wikipedia và tìm đọc cái thuật toán này. Thì một trong ứng dụng của thuật toán này chính là tìm đường đi nhanh nhất cho một đồ thị có hướng cạnh mang trọng số âm, và nó được sử dụng trong định tuyến 1.000 con trong các thuật toán đồ thị hoặc trong công nghệ hệ thống định vị toàn cầu GPS. Thì mô tả bài toán như sau: cho một đồ thị có hướng GVE với hàm trọng số với kép là từ 0 cho đến vô cùng, một đỉnh nguồn S, còn tính toán được đường đi ngắn nhất từ đỉnh nguồn S tới đến một đỉnh của đồ thị. Ví dụ chúng ta dùng đỉnh của đồ thị để mô hình các thành phố và các cạnh để mô hình các đường nối giữa chúng. Khi đó trọng số các cạnh có thể xem như độ dài của các con đường, do đó là không âm. Chúng ta còn vận chuyển thành phố S đến thành phố T. Thì thuật toán Dijkstra thì giúp chúng ta chỉ đường đi ngắn nhất chúng ta có thể đi. Trọng số không âm của các cạnh đồ thị mang tính tổng quát hơn, có thành học giữa hai đầu mút của chúng, ví dụ như là ba đỉnh ABC. Đường đi ABC có thể ngắn hơn so với đường đi trực tiếp từ A đến C. Ở giới thiệu toán, phân tích thuật toán và dữ liệu. Thời gian chảy có độ phức tạp là O, N bình cộng M, hoặc là sử dụng các dấu hiếp thì nó sẽ giảm xuống bằng O, M cộng N log N, hoặc giảm xuống O, M cộng N log N đối với Fibonacci hiếp. Thì giờ cài đặt kỹ thuật. Ở đây ta sử dụng một cái vector để cài đặt kỹ thuật này, một cái queue. Thì bạn thấy thời gian chạy là 1,5 giây và 1,14 giây. Các bạn có thể nhập cái bộ số này. Dụ 1, 2. Đấy, đường đi nhất là từ 1, 4, 0. Đây là cái này giải thuật. Có rất nhiều giải thuật trên mạng, tuy nhiên là Q là cái giải thuật hay nhất, và mình mới cài cái giải thuật này. Mình sẽ quay cho bạn xem. Ok, chúc các bạn nghiên cứu tốt kỹ thuật này.